Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ mỏng, mượt, chất lượng thụy sĩ với một mức giá khiêm tốn mà mang lại cảm giác đích thực của thập niên 70 thì không đâu khác ngoài Tissot BRX Bauer Matic 80, được tạo ra bởi những người có con mắt thiết kế và chứa đựng những nét đặc trưng của thế kỷ 21 trong hình dáng vỏ Tissot từ năm 1978. Tissot BRX là sản phẩm sẽ phải có trong danh sách mong muốn của những người hâm mộ đồng hồ. Thật ra, Tuneo là một khái niệm của khung vỏ đồng hồ có sự giao thoa giữa hình tròn và hình chữ nhật, được Cartier đưa vào sản xuất lần đầu năm 1906 với niềm tin rằng những gì đeo trên cổ tay không nhất thiết phải có hình tròn. Theo sau thành công của Cartier, các nhà sản xuất đồng hồ danh tiếng, Hublot là một ví dụ điển hình với dòng Hublot Fusion Classic, và cả Tissot đã tạo ra những bộ sưu tập Tuneo riêng mang đậm dấu ấn và phong cách cá nhân. Tissot BRX Bauer Matic 80 là một trong những kiệt tác như vậy. Tissot BRX Bauer 80 không chỉ là một chiếc đồng hồ, đó là sự kết tinh của hơn 170 năm nghệ thuật chế tác. Họa tiết Gulag trên mặt số là một minh chứng cho sự tỉ mỉ, khéo léo của các nghệ nhân. Một kỹ thuật đã xuất hiện từ thế kỷ thứ 18, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhất. Không chỉ dừng lại ở quá khứ, nó còn mang trong mình những công nghệ hiện đại nhất của thế kỷ 21. Với chất liệu Niva Tron mới, một hợp kim có nguồn gốc từ Titan, chiếc đồng hồ này có khả năng chống lại các tác động của từ trường, giúp duy trì độ chính xác và độ ổn định suốt thời gian dài. Vậy nên, những giá trị mà Tissot BRX Bauer Matic 80 mang lại, từ thiết kế mang tính lâu đời, công nghệ tiên tiến, cũng như các giá trị di sản thương hiệu, thì đây là chiếc đồng hồ đáng sở hữu. Mỗi chi tiết đều mang trong mình một câu chuyện, mỗi lần nhìn lại là một lần kết nối với những giá trị vượt thời gian.